Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one với Taurine, Inositol và Vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Với number one, ai cũng có thể là người hùng. Hãy uống number one. Nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG, giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh Hòa công bố nguyên nhân cá chết và khuyến cáo người nuôi thủy sản. Bình Phước, một phải năm giảm, hướng đi mới cho nông dân trồng lúa. Bắt giữ đối tượng tàn trữ súng quân dụng và thuốc nổ trái phép. Thưa quý vị, trước tình hình cá biển và thủy hải sản nuôi lồng bè tại một số địa phương ở huyện Vạn Ninh liên tục chết hàng loạt với số lượng lớn trong những ngày qua, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng kiểm tra, lấy mẫu nước và mẫu cá chết để tiến hành xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân. Chiều ngày 29 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, cơ quan chức năng công bố nguyên nhân cá chết, giải pháp khắc phục cũng như phương án hỗ trợ người nuôi. Theo diễn biến, hiện tượng cá chết xuất hiện vào 3 giờ sáng ngày 24 tháng 11 thuộc khu vực thôn Vĩnh Yên, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, sau đó lan rộng ra toàn vùng biển Vịnh Vân Phong. Các loại cá nuôi lồng bị chết gồm cá bớp, cá chim, riêng cá tự nhiên chủ yếu là các loại sống dưới tầng đáy như cá bống, cá chai, tôm cua. Hiện tại hiện tượng cá tự nhiên chết đã chấm dứt, nhưng cá nuôi vẫn tiếp tục chết. Số lượng cá tự nhiên chết khoảng trên 20 tấn, còn cá nuôi thiệt hại đến 200 tấn. Qua thực tế khảo sát của người nuôi thủy sản và các cơ quan chức năng, nước biển ở những nơi có cá chết xuất hiện màu đỏ, có mùi hôi và sánh đặc. Dựa trên kết quả phân tích đánh giá của các chuyên gia thủy sản và các nhà khoa học, kết quả phân tích xét nghiệm đã khẳng định độ tin cậy, tính chính xác và khách quan, xác định nguyên nhân gây nên hiện tượng thủy sản chết tại vùng biển Vịnh Vân Phong được xác định là do các loài tảo độc. Tôi cũng có nhận định rằng là do tảo xuất hiện ở mật độ cao, thiếu oxy, hòa tan cục bộ này, rồi dẫn đến làm tổn thương cái mang cá. Rồi nội tạng cá để gây cho hiện tượng cá chết, chứ không còn cái nguyên nhân nào khác. Ngoài việc công bố nguyên nhân cá chết do tảo độc, các chuyên gia cùng với các nhà khoa học cũng đề nghị ngành chức năng thông báo tới người dân về lượng cá đã chết. Do tảo làm cá bị chết ngạt nên các loại cá bị chết cũng không có độc tố, vì thế người dân vẫn có thể sử dụng cá làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Zika, sáng ngày 30 tháng 11, hơn 100 bác sĩ thuộc các bệnh viện đầu ngành thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự buổi tập huấn thu dung và điều trị bệnh do virus Zika đối với thai phụ. Buổi tập huấn có sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 100 bác sĩ đại diện đến từ các bệnh viện đầu ngành như bệnh viện Từ Dũng, bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tập huấn, các bác sĩ chuyên khoa đến từ bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn cụ thể các hoạt động giám sát phát hiện người mắc Zika, từ đó có biện pháp tư vấn và điều trị phù hợp. Sở Y tế cũng đã ban hành các quy trình thu dung xử lý bệnh nhân phụ nữ mang thai mà nghi ngờ nhiễm Zika. Yêu cầu rõ ràng là tất cả chúng ta phải nắm thật chặt các quy trình thu dung này. Thời gian qua, số lượng thai phụ yêu cầu tư vấn xét nghiệm tăng đột biến do quá hoang mang lo lắng. Điều này đã gây áp lực không nhỏ cho các bác sĩ và các bệnh viện. Tính đến ngày 29 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 14 thai phụ bị nhiễm Zika, trong đó có 2 thai phụ đã sinh con an toàn và 2 trường hợp thai lưu bị sảy thai, 1 trường hợp chủ động chấm dứt thai kỳ. Chiều tối ngày 29 tháng 11, đội quản lý thị trường Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện gần 6 tấn kẹo đã hết hạn sử dụng của một cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo nằm trên địa bàn huyện. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi và phát hiện gần 6 tấn kẹo me, kẹo ô mai đã hết hạn sử dụng. Hơn 1,5 tấn mãng cầu đã tách vỏ, tách hạt được chứa trong thùng nhựa không nắp đậy. Hàng ngàn bao bì nhựa trên nhãn ghi hết hạn sử dụng đã cắt miệng lấy thành phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, nguyên liệu kẹo được để gần nhà vệ sinh, gần chuồng gia cầm, thành phẩm kẹo để trên nền nhà dơ bẩn không đảm bảo vệ sinh. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cơ sở trên không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, phương tiện trên để xử lý theo quy định.
Ngày 29 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt một lượng lớn hàng tân dược, dụng cụ y tế và thực phẩm chức năng tại số nhà 46B, Cao Bá Quát, phường 7, thành phố Đà Lạt. Tại địa chỉ đối trên, ông Trần Thanh Sơn sinh năm 1989, quê Ninh Bình, đã cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy phép kinh doanh, chứng từ thuế. Tuy nhiên, ông Sơn không có các loại giấy tờ quan trọng như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề. Thì cơ quan điều tra đang xem xét chứng từ hợp đồng mua bán để xác minh nguồn gốc xuất xứ, tịch thu và xử lý theo quy định. Sáng ngày 30 tháng 11 tại thành phố Nha Trang, Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 25 và kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM-ICBC Asia lần thứ 42 đã chính thức được khai mạc. Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 25 kết nối cùng với kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM-ICBC lần thứ 42 khu vực châu Á tại điểm thi Nha Trang được tổ chức từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2016. Hội thi tụ hội hơn 500 sinh viên công nghệ thông tin truyền thông ưu tú từ 62 trường đại học và cao đẳng cả nước, cùng 13 đội tuyển quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Indonesia và Đài Loan. Là một học sinh viên ở Nha Trang, em thấy rất hạnh diện khi được là một thí sinh để tham gia đại diện cho trường đến với cuộc thi này. Trong tháng 11 đã có 9 đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại Jakarta và Bangkok với vị trí thứ 3. Sau vòng loại Nha Trang này, 7 đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng loại Manila và Yangon vào tháng 12 năm 2016. Các đội tuyển Việt Nam quyết tâm bước vào khu vực châu Á nhằm giành vị trí tham dự ACM-ICBC toàn cầu 2016, được tổ chức tại Rapid City, Mỹ vào tháng 5 năm 2017. Thưa quý vị, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể 2003 của UNESCO mới đây chính thức họp phiên toàn thể tại Ethiopia. Tại phiên họp này, hồ sơ quốc gia tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt chính thức được Ủy ban Liên Chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Vật thể 2003 của UNESCO xem xét ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mang đậm sắc thái riêng của cư dân Việt vùng châu thổ Bắc Bộ. Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt mang những giá trị văn hóa tâm linh và sức sống mãnh liệt, lan tỏa tới nhiều địa phương trong cả nước và cả hải ngoại. Theo phó giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, quyền viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, đơn vị chủ trì xây dựng hồ sơ tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt, hồ sơ này là một trên 18 hồ sơ quốc gia đạt đủ 5 tiêu chí của UNESCO xét ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ngày 30 tháng 11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện tại nhà ông Lê Văn Thắng, 57 tuổi, ngụ tại thị xã Bến Cát, đang tàng trữ súng quân dụng, hàng trăm viên đạn và thuốc nổ TNT trái phép. Tại nhà ông Thắng, Cơ quan Công an thu giữ được một khẩu súng quân dụng dài khoảng 1,5 mét, hiệu MUS do Đức sản xuất, gần 100 viên đạn các loại, thêm vào đó là hơn 500 viên đạn chì, nhiều đầu đạn, vỏ đạn và 6,5 kg thuốc nổ TNT khác được chứa trong bịch ni lông. Cơ quan điều tra đã tạm giữ người và tang vật để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, tại nhà ông Đặng Bùi Thanh Phong, 36 tuổi, ngụ tại xã Thuận An, các cơ quan công an cũng phát hiện ông Phong đang tàng trữ trái phép 11 khẩu súng các loại, cũng như 6 ống ngắm, hàng trăm viên đạn và nhiều bộ phận khác của súng như cò, nòng, lò xo, bán súng. Sáng ngày 19 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bổng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh cùng 5 đồng phạm từng là cán bộ cấp huyện và xã về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhường đất cho dự án Formosa, ông Bổng và cấp dưới đã cố ý làm trái các quy định để hợp thức gần 80 hectare đất công do diện được bồi thường, lập danh sách khống cho các hộ dân đứng tên rồi hưởng tiền bồi thường hàng chục tỷ đồng. Ngày 29 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý đối tượng Mạc Văn Nhân, 24 tuổi, quê Quảng Nam, nghi can gây ra vụ cướp hiếp chủ quán cà phê trên đường Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, gây xôn xao dư luận. Theo lời khai ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11, Nhân đột nhập vào một quán cà phê sau khi dùng dao tấn công em trai của nạn nhân khiến người này suýt tử vong. Đối tượng xông vào phòng ngủ uy hiếp ép nạn nhân quan hệ tình dục rồi cướp tài sản. Sau khi gây án, đối tượng trốn vào thành phố Hồ Chí Minh và bị Công an Đà Nẵng phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào chiều ngày 28 tháng 11. Thưa quý vị, với những ưu thế từ việc chọn giống lúa xác nhận, mới đây trạm khuyến nông huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã triển khai thí điểm mô hình trồng lúa theo nguyên tắc 1 phải 5 giảm cho 3 hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Hớn Quản với diện tích khoảng 4 hectare, cho năng suất tăng gấp nhiều lần so với cách làm truyền thống. Qua đó dần thay đổi nhận thức của bà con nơi đây về việc chọn giống chăm sóc lúa. Nếu chỉ sử dụng giống lúa truyền thống được dự trữ từ những vụ trước qua nhiều thế hệ, người nông dân này chỉ thu được 8 bao lúa trên 1 hectare. Thì nay, sau khi áp dụng giống lúa xác nhận cùng kỹ thuật được trạm khuyến nông huyện Hớn Quản hướng dẫn, cụ này ông thu được trên 45 bao. Lúa này đạt, còn mấy năm trước làm lúa
đứng y này, nó không được cúi dậy, tại vì nó nhiều lép quá, nó đứng. Tháng 8 năm 2016, trạm khuyến nông huyện đã triển khai thí điểm trồng giống lúa xác nhận OM6162, thời gian 100 ngày cho bà con trồng lúa. Áp dụng nguyên tắc 1:5 giảm gồm phải sử dụng giống lúa xác nhận, giảm lượng giống gieo xạ từ 100 đến 200 kg trên 1 hecta bằng phương pháp xạ tay, sử dụng giống xác nhận, giảm lượng phân bón bằng cách so màu lá lúa, bón đúng thời điểm, giảm 3 lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước do ngắt nước đúng thời điểm, giảm thất thoát sau thu hoạch. Nhờ ta giảm được cái lượng giống, cái số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm được cái thất thoát sau thu hoạch, rồi giảm được cái lượng phân bón, do đó là cái hiệu quả kinh tế nó tăng lên. Tham gia mô hình thí điểm, các hộ được hỗ trợ 100% giống, kỹ thuật và 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thực tế cho thấy, việc áp dụng phương pháp này đã giúp bà con tiết kiệm được hơn 30% lượng giống, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí chăm sóc cho cây lúa, nhưng ngược lại cho năng suất và chất lượng hạt cao hơn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Bốn đối tượng trộm cướp viễn thông quốc tế quy mô lớn. Bình Định đưa võ cổ truyền vào trường học, cách để bảo tồn võ cổ truyền.